Lục Lý Thiểm Tến, chỉ con trai của Mai Chân đã cắt được ngày tỷ đập răm khai ổn sự phía trên năm 1930, nơi dân cắt cầm bông chám, sọc cầm bông xiếm, khai cầm bông chám. Bảy đa lốc miền niêm Lý Móng, nâng miền đa miền niêm sọc kìm. Rị ai phải rì là bọn lốc, cư lốc sợi Lý Thiểm Tến, đại miền trong đà ông yêm cầm hối, nâng miền bọt ra bọt rây châm luôn răm nẹ bóng đài. Đại trên năm 1928, lục bàn tay nạn Nippon Afrika xí nơi Texcan, Khnong Sa Hạp Hiệp Soviet. Lục Lý Thiểm Tến miên Prabhat Kangi chỉ nạn bằng cao sản mạc cung nạn Nippon Khmer. Chia sản mạc chất Krom Apibal nơi sản mạc cung nạn Nippon Khmer trong nguồn Pram lớp. Chia nơi dụng phân này sẽ ra chữ rêu nơi vị trí sản bốt tất sát sản nạn mặt đất cơ xuống thoa mạc cá. Nâng chia sản mạc chất Krom trong nguồn tầm niêm tầm lọc Khmer. Nâng bằng tàu tần ít, chia sản lại Nippon xung khăn ra bằng lốc miên ưu chia rừng rộng đồ Phnom Bồ Lên, Phra Lam Lô Phnom Penh trên năm 1924. Rừng rệ sma chất Phra Lam Lô Phnom Penh trên năm 1925. Rừng xe rây Sveta Chất Phra Lam Lô Phnom Penh trên năm 1925. Rừng sổ văn bèo dục Phra Lam Lô Phnom Penh trên năm 1925. Phong sao ở Đa Khmai thông khai Phsak Sakatha trên năm 1924. Asa Sakmai Phsak Sakatha trên năm 1960. Phong sao vật đa Phật tế Campuchia sạc sạc cả thà trên năm 1964. Rương Chlong của bộ sạp Phra Lam Lô Phnom Penh trên năm 1965. Rương Neri nâng bộ pha Phra Lam Lô Phnom Penh trên năm 1967. Vì vọt này ở sau sạc mai sạc sạc cả thà trên năm 1972. Bộ prai át bọt phụ bày này nẹ sọc trên lá Pi phía xa chân rồi bọt lô chiêu tạc khoắn. Nâng xếp hơn nạn nếp bôn lộ bay chung mô rộ bọc khám ái sạc xa gà tha Phnom Penh trên năm 1972.